thôn Hà Ri thuộc xã Vĩnh Hiệp nằm cách trung tâm thị trấn huyện Vĩnh Thạnh khoảng 7 km, với cư dân chủ yếu là đồng bào Ba Na. Những ngày qua, lượng khách du lịch tìm đến nơi này với số lượng tăng đột biến nhờ cảnh đẹp còn hoang sơ của dòng suối Tà Má được lan truyền trên các mạng xã hội. Điểm nhấn đặc biệt nơi đây đó là hai bên dòng suối chảy qua địa phận thôn Hà Ri có nhiều cây hoa trang rừng cổ thụ nở hoa rực rỡ, phủ kín cả con suối với chiều dài khoảng 1 km. Hoa trang rừng còn gọi là hoa trang nước bởi loài cây này thường mọc hai bên bờ suối có hình dáng tựa như hoa trang ở đồng bằng nhưng mọc theo chùm và trải đều trên khắp tán cây. Hoa có màu sắc vàng cam hoặc đỏ và chỉ nở vào mùa xuân từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch. Do thời tiết mùa xuân năm nay khác hơn mọi năm, nắng mạnh nhưng không khí vẫn còn se lạnh nên hoa trang rừng nở rộ tạo nên cảnh sắc đẹp thơ mộng cho dòng suối Tà Má. Nhiều du khách trong và ngoài huyện tìm đến thưởng ngoạn, chụp hình và chia sẻ trên mạng xã hội nên chỉ trong một thời gian ngắn, hàng nghìn lượt người đã tìm đến đây thưởng ngoạn và vui chơi. Khi mà được bạn rủ đi Tà Má với những tấm ảnh trên mạng thì tôi nghĩ là đây chỉ là một cái điểm có vài cái cây hoa đẹp rồi được mọi người yêu thích. Nhưng mà thực sự khi mà trên đường gần đến cái chỗ mà hoa nở thì thấy một vài cành hoa thôi thì chúng tôi đã rất là phấn khích. Khi mà bước chân xuống cái con suối và được ngắm nguyên một dải hoa thực sự là quá sức là tuyệt vời. Phải nói giống như là kiểu nín thở trước cái cảnh đẹp của thiên nhiên. Rồi khi mà đi qua cái cây cầu tre, bắt qua cái con suối là thực sự là bị choáng ngợp với cái cảnh đẹp của thiên nhiên. Rồi những cái hương thơm hoa nó nhẹ nhẹ phảng phất ở xung quanh, cảm giác rất là dễ chịu. Và tôi cũng rất là thích cái nơi đây, nơi đây cảnh quá đẹp. Với vẻ đẹp đặc sắc riêng có này của suối Tà Má, nên từ đầu tháng 3 năm 2021 đến nay, bình quân mỗi ngày có khoảng 500 lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến thưởng ngoạn. Riêng hai ngày cuối tuần, lượng khách đến tham quan vui chơi lên đến cả hàng nghìn lượt mỗi ngày. Ngoài hoa trang rừng ra, suối Tà Má luôn có nước chảy quanh năm, dòng nước trong, lòng suối tương đối cạn nên phù hợp cho các gia đình đưa trẻ em đến đây vui chơi. Tuy nhiên, do lượng khách đến quá đông, nên chính quyền và các hội đoàn thể xã trong những ngày qua đã ra quân bảo đảm an ninh trật tự, nhắc nhở du khách giữ gìn cảnh quan môi trường thiên nhiên, đề phòng cháy rừng do việc nấu nướng tự phát của du khách. Thì năm nay thì riêng là một năm cũng đặc biệt là cái hoa bông trang nước này thì lại nở nhiều hơn mỗi năm. Và cũng nhờ cái việc mà du khách đến rồi một số anh em thì có chụp hình, đăng trên Facebook, rồi check in thế nọ thế kia, đăng trên YouTube. Như thế thì đã thu hút được nhiều người quan tâm. Và đặc biệt là trong năm nay thì cái lượng khách tăng lên rất là đột biến, rất là nhiều. Kể từ sau cái Tết Nguyên Đán năm 2021 này thì cái lượng khách đến ngày một đông. Và đến thời điểm hiện nay thì cứ mỗi ngày là 500-600 lượt khách đến để mà là tham quan ngắm cảnh cũng như là chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của thiên nhiên của suối Tà Má. Vừa cái tiềm năng du lịch mà người dân cũng như du khách đã phát hiện và đến như thế này thì địa phương rất là mừng. Tuy nhiên thì cũng rất là mong muốn là mọi người đến thì phải giữ gìn cái trật tự, an ninh cũng như là giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ cái cảnh quan hiện có mà thiên nhiên đã ban tặng. Đừng đỡ mà hái hoa rồi gây ảnh hưởng tới cây cũng như cảnh vật xung quanh, để mà ảnh hưởng tới cái môi trường của khu du lịch. Với vẻ đẹp đầy tiềm năng này, hiện Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hiệp và cộng đồng dân cư thôn Hà Ri chuẩn bị lập đề án khai thác tiềm năng du lịch tại địa phương theo hướng du lịch cộng đồng, gắn cảnh đẹp thiên nhiên với bản sắc văn hóa truyền thống đặc trưng của người Ba Na nơi đây, từ đó tiến tới hình thành các dịch vụ du lịch để phát triển đời sống kinh tế xã hội của nhân dân địa phương.